Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và ngay sau khi cái mẫu loa full B12 ra mắt tại thị trường cũng như JK chúng em giới thiệu, và hôm nay chúng em nhận là một đơn hàng của anh Trần Giáp, anh ở thành phố Tuyên Quang, với một cấu hình combo mà anh đặc biệt yêu cầu là phối ghép với một chiếc đẩy liền vang cũng như liền mic luôn. Đây là con đẩy công nghệ số cao cấp nhất của hãng Vinwood hiện nay. Em sẽ mở nhỏ nhạc lại một chút này. Đối với con đẩy này thì đánh với cặp loa này và có thể đánh thêm một cặp nữa, nhưng hiện tại cái nhu cầu của anh chỉ cần sử dụng một chiếc đẩy SH9400 Pro với một đôi loa B12 này. Trước khi đi đến con đẩy thì em cũng xin giới thiệu về cái mẫu B12. Đây là dòng loa full nhưng lại có được cái những cái nét đẹp, những cái đường nét cong mềm mại cũng như những cái độ sang trọng nhất định của một cặp loa high-end cao cấp. Với một con bass 30 gân vải tầm dầu kết hợp với một bit xếp kèn phía trên và hai lỗ thông hơi phía trước này. Chiều cao của nó là 60cm và các anh em có thể nhìn thấy này, tất cả những cái đường nét của nó này rất là bóng và đẹp. Đây, ngay ở phía sau cái cầu chạm của nó cũng khác hẳn so với những cầu chạm bình thường. Nó có tính năng có thể đánh cầu bay quay và chúng ta có thể liên tưởng ngay đến những cái dòng loa high-end cao cấp. Đấy, thông số đầy đủ tất đằng sau. Cặp loa B12 này hiện tại đang bán với cái giá bán chính hãng tại JK Audio là 16 triệu đồng. Hiện tại em đang để e căng bên này, anh em có thể hình dung. Với một chiếc loa full mà chúng ta không thể tháo e căng, nhưng riêng đối với B12 chúng ta phải tháo được ra. Lấy tất cả những cái nét đẹp, những cái mà điểm mạnh của hai dòng loa kết hợp lại một. Và tiếp theo đó là bộ đẩy liền vang, liền tay mic. Con đẩy này là con đẩy số với công nghệ cao nhất hiện tại bây giờ, tích hợp luôn cả tay mic. Tất cả hệ thống dẫn bán ở mạch bán dẫn ở trong, chúng ta không cần phải kết nối dây jack phiền toái nữa. Đấy, màn hình cảm ứng, hoàn toàn màn hình cảm ứng hết các anh em ạ. Đó, toàn bộ là màn hình cảm ứng hết. Tắt loa nhanh khẩn cấp, volume to nhỏ điều khiển bằng điều khiển từ xa, to nhỏ mic effect. Tất cả mọi cái tinh chỉnh, điều chỉnh ở trên cái điều khiển này đi kèm với cái con đẩy SH9400 Pro này ạ. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉnh EQ, tăng giảm, chát bát chung chép, effect tăng giảm, reverb tăng giảm, effect echo đầy đủ đây, system để khóa cài đặt trẻ em. Nói chung là con này hiện tại bên JK chúng em đã cài đặt xong hết các anh em. Cùng nhiều bác khách hàng này, anh Trần Giáp này yên tâm về cái bộ combo hai món này. Với tổng đơn hàng này lên đến 30 triệu đồng và đương nhiên là sẽ có những cái quà dịch vụ đi kèm như là miễn phí vận chuyển toàn quốc và hỗ trợ lắp đặt tại nhà trong ngày. Anh Giáp thì anh yêu cầu là gửi xe thì chúng em sẽ cố gắng tìm xe gửi cho anh để anh nhận sớm. Một cấu hình combo mà em rất là thích. Một người tiêu dùng chịu chơi mà có những cái đẳng cấp cũng như là cái tinh tế như thế này thì đúng là cái bộ combo này quá tuyệt vời. Ok, em sẽ đi vào test một bản nhạc và test một bản karaoke để gửi đến các anh em. Khi các anh em có nhu cầu lên một cấu hình combo giống như anh Giáp này thì liên hệ ngay cho JK chúng em để chúng em tư vấn trong cái thời điểm này là hợp lý nhất cho chúng ta mua sắm, chuẩn bị cho cái dịp chơi cuối năm. Thức quá đông tới cho lòng đối hưu của anh, cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vắng. Lắc thang trên phố đi tìm dấu chân người, nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi. Mình anh vắng tênh với bóng đêm khuất nơi trời xa, chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ ai, rớt rơi những gió sầu.
qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh. Tô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vắng. Lạc lạc trên phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đã coi trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhiêu mong với đây. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã gieo xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh với bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai, rớt rơi những gió sầu. Trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhiêu mong với đây. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã siêu say. Thuốc qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh. Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vắng. Lạc lạc trên phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng